Để dễ hình dung về bức tranh công nghiệp hỗ trợ trong nước thì cũng có thể nhìn vào một chiếc ô tô như thế này. Bởi riêng mỗi chiếc xe đã có tới khoảng 30.000 linh kiện với mức độ phức tạp đa dạng, có thể chia làm 4 lớp. Thứ nhất là những linh kiện cồng kềnh hoặc là cần nhiều nhân công như là ghế hay là bộ dây điện. Lớp thứ hai là các linh kiện thép và nhựa ép chất lượng cao. Thứ ba là toàn bộ thân vỏ xe và các linh kiện điện tử khác. Cuối cùng là động cơ và hộp số, được ví như là trái tim của chiếc xe vậy. Thì toàn bộ 3 lớp khó hơn Việt Nam đều phải nhập khẩu. Thậm chí là lớp thô sơ nhất là lớp đầu tiên thì một phần cũng phải nhập khẩu luôn. So với các quốc gia như là Thái Lan hay là Indonesia chỉ phải nhập khẩu có 10% linh kiện sản xuất ô tô trong nước, thì con số 85% của Việt Nam phần nào nói lên khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và các FDI đầu chuỗi. Hàng chục năm chế tạo linh kiện phụ tùng xe máy, trong 5 năm qua, doanh nghiệp này đã dần chuyển sang cả lĩnh vực ô tô, thậm chí đầu tư thêm 1 triệu đô la Mỹ cho cả nhà xưởng, thiết bị và nhân lực. Thế nhưng, số lượng đơn hàng linh kiện ô tô so với xe máy vẫn gần như con số 0. Ngoài nước thì chúng tôi đã từng tiếp cận và đã có những đơn hàng, tuy nhiên nó không được lớn. Tuy nhiên đối với các cái doanh nghiệp trong nước, lắp ráp trong nước thì tiếp cận được rất khó. Thường đã gặp gỡ nhau, đã tiếp cận nhau, thế nhưng mà họ chỉ là ghi nhận, chứ chưa có triển khai bất cứ một cái sản phẩm nào, hợp đồng nào. Hay như doanh nghiệp này, dù đã nỗ lực cải tiến năng suất 15-20% theo quy chuẩn quốc tế, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để tham gia chuỗi cung ứng của các FDI. Về quản lý chất lượng, thứ hai nữa là quản lý về an toàn lao động, cái thứ ba nữa là quản lý về môi trường, thì là trong những cái đó thì là do doanh nghiệp mới, là công ty của tôi cũng đang bắt tay vào làm việc, nên là để đáp ứng được một cái tiêu chuẩn hiện tại của họ đưa ra thì đang rất khó khăn. Đối với những đơn hàng lớn thì đầu thiết bị thiếu, rồi nhà xưởng không đủ tiêu chuẩn, cho nên là để khó cho các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận được các cái đơn hàng lớn từ các cái tập đoàn lớn. Quy mô nhỏ, năng lực quản lý yếu kém, nhân lực thiếu và yếu. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả. Họ chỉ định chúng tôi mua nguyên vật liệu của các nhà cung cấp đó. Các nhà cung cấp đó thì lại là các công ty thương mại. Công ty thương mại thì lại không sản xuất trực tiếp. Vì thế, để chứng minh cái việc là được miễn thuế dành cho các cái nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất linh kiện ô tô, nó đang bị mâu thuẫn với nhau. Tức là công ty thương mại thì lại không sản xuất, mà công ty sản xuất thì lại không nhập về. Khung chính sách hiện giờ thì khung là đầy đủ rồi, là tốt rồi. Nhưng mà thực thi hóa nó hiện thực hơn để doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn. Hiện giờ là các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là họ được hưởng lợi nhiều hơn doanh nghiệp Việt Nam. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, công nghiệp hỗ trợ trong nước cũng mới chỉ có chưa đến 300 nhà cung cấp đáp ứng được công ty đa quốc gia, còn quá khiêm tốn so với Indonesia là gần 800 và Thái Lan là hơn 2.000.